Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui mừng chúng ta lại được gặp nhau trong video tiếp theo trên kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc của chúng tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loại rau rất gần gũi với người dân Việt Nam chúng ta, đấy là loại rau dền. Chúng ta biết rằng là rau dền đây là một cái loại rau ăn rất bổ. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải biết 5 cái điều cấm kỵ sau đây để tránh dưỡng bệnh vào người. Rau dền là một cái loại rau mà rất quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Nó có chứa rất nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như là protein, lipid, glucid, nhiều vitamin và chất khoáng. Loại rau này cũng có cái hàm lượng sắt và canxi rất cao. Ăn rau dền nó có cái tác dụng là giảm cholesterol, ngăn ngừa bệnh huyết áp cao, tốt cho người bị thiếu máu và cải thiện cái hệ tiêu hóa. Tuy nhiên thì ăn rau dền chúng ta cần chú ý tránh làm những cái việc dưới đây để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ nhất là không ăn quá nhiều rau dền. Thì rau dền có cái hàm lượng chất xơ cao, ăn quá nhiều có thể gây ra các cái vấn đề như là đầy hơi, tăng co thắt dạ dày và táo bón. Và cái thứ hai là chúng ta cần tránh là tránh ăn rau dền với quả lê. Thì ăn rau dền với quả lê dễ gây nôn. Mọi người cũng cần tránh ăn lê sau khi mà ăn thịt ngỗng vì hai món này kết hợp với nhau có thể gây sốt. Thứ ba là không ăn rau dền cùng thịt ba ba. Thì theo đông y, ăn rau dền cùng thịt ba ba có thể sinh độc. Khi gặp trường hợp này, có thể ăn rau muống sống hoặc là uống nước rau muống sống để giải độc. Và thứ tư là không ăn rau dền hâm lại nhiều lần. Rau dền nấu chín không nên để lâu và hâm đi hâm lại vì cái lượng nitrat trong rau có thể biến đổi thành nitrit, làm tăng cái nguy cơ bị ung thư. Và thứ năm là chúng ta chú ý là những người sau đây là không nên ăn rau dền. Thứ nhất là người bị sỏi thận. Thì rau dền có chứa cái lượng lớn purin có thể làm ảnh hưởng đến thận. Chất này khi vào cơ thể sẽ được chuyển đổi thành axit uric, làm tăng cái mức độ canxi kết tủa trong thận, có thể hình thành sỏi thận. Và thứ hai là người bị bệnh gút, do cái hàm lượng purin trong rau dền cao có thể làm tăng nồng độ axit uric trong cơ thể. Tăng axit uric sẽ dẫn tới các cái triệu chứng viêm, sưng và đau khớp. Do đó mà người bị viêm khớp do gút nên hạn chế ăn rau dền. Và cái người thứ ba là người bị tiêu chảy. Rau dền tính mát, do đó mà người hay bị lạnh bụng hoặc đang bị tiêu chảy nên tránh ăn loại rau này. Và người thứ tư là người thể trạng hư hàn. Như đã nói ở trên thì rau dền có tính mát, do đó mà những người có thể trạng hư hàn nên hạn chế sử dụng loại rau này. Như vậy đây, trên đây đấy chính là 5 cái điều cấm kỵ mà khi ăn rau dền để tránh nhiễm bệnh vào người. Mong rằng với cái thông tin này sẽ giúp ích cho quý anh chị được rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Chúc quý anh chị có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sức khỏe tiếp theo của chúng tôi.